Theo đúng kế hoạch thì thứ sáu tuần này Indonesia sẽ xử tử hình 14 tội phạm buôn ma túy, bao gồm những người mang quốc tịch nước ngoài. Các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi hoãn thi hành án, nhưng Tổng thống Joko Widodo có vẻ sẽ không thay đổi ý định. Thứ Tư ngày 27 tháng 7, cơ quan chức năng Indonesia xác nhận sẽ có 14 tử tù bị xử tử hình vào thứ sáu tuần này sau khi vụ buôn lậu 60kg methamphetamine xuyên biên giới bị phát hiện. Trong số 14 người sắp sửa đối diện với trường bắn, có những người mang quốc tịch Nigeria, Pakistan, Ấn Độ và Zimbabwe. Quan chức đại sứ quán và thân nhân của các tử tù đã có mặt để gặp mặt họ lần cuối vào hôm thứ Tư trên đảo Nusa Kambangan. Một trong số các tử tù đã gửi đơn xin khoan hồng, luật sư của một tử tù khác cũng kiên quyết kháng án. Các tổ chức nhân quyền nói rằng nếu họ bị tử hình, Indonesia sẽ là quốc gia đứng bên lề lịch sử, với chính sách siết buôn lậu được cho là quá khắc nghiệt. Kể từ khi Tổng thống Joko Widodo nhậm chức vào tháng 10 năm 2014, đây là lần thứ ba chính phủ Indonesia xử tử hình tội phạm buôn lậu ma túy. Mặt khác, các nhà vận động vì nhân quyền cũng cho rằng việc xử tử hình người nước ngoài có thể làm dấy lên căng thẳng ngoại giao. Trước đó, vào tháng 4 2015, đã có hai người Úc và một người Brazil bị tử hình.